Bộ Y tế nêu lý do chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ em. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế giải trình việc mua vaccine COVID-19 và làm rõ trách nhiệm kiểm điểm xử lý tổ chức cá nhân để chậm trễ mua vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Văn phòng Chính phủ có văn bản trực tiếp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc kiểm tra, thanh tra việc mua vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Theo đó, yêu cầu Bộ Y tế thực hiện thanh tra nội bộ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến việc chậm triển khai mua vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, báo cáo Thủ tướng trong tháng 3. Trước đó ít ngày, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm việc chậm mua vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản khác nêu rõ chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong ngày 10 tháng 3 phải báo cáo giải trình việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Lý giải việc chậm trễ mua vaccine COVID-19 cho nhóm đối tượng này, trong báo cáo ngày 10 tháng 3 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cho biết sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết về mua vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, quyết định về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt với gói thầu này, Bộ đã khẩn trương thương thảo tổ chức một số cuộc họp với Pfizer để hoàn thiện các nội dung về việc cung ứng vaccine cho Việt Nam. Đến ngày 24 tháng 2, Pfizer đã gửi dự thảo bản sửa đổi thứ 3, Bộ Y tế đã giao cho cơ quan liên quan xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến nay, Bộ đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục mua sắm và thống nhất với Pfizer các nội dung để có thể ký hợp đồng. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, ngày 9 tháng 3, Bộ này đã nhận được văn bản của Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC tại Việt Nam, đề cập đến việc chính phủ Mỹ có khả năng hỗ trợ vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cho Việt Nam, nhưng lại chưa thông tin rõ số lượng và thời gian bàn giao. Chiều ngày 10 tháng 3, Bộ Y tế đã làm việc với CDC Mỹ, đề nghị hỗ trợ tối thiểu 10 triệu liều vaccine, thời gian thực hiện trong tháng 3 năm 2022 và quý 2 năm 2022, CDC Mỹ đã ghi nhận ý kiến. Bộ Y tế cũng đề nghị CDC Mỹ sớm thông báo cho Việt Nam số lượng cụ thể và thời gian cụ thể hơn để hỗ trợ Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ để mua tiếp tục vaccine còn thiếu của Pfizer. Trong báo cáo, Bộ Y tế cũng đã đề xuất Thủ tướng tiếp tục cho Bộ làm việc với CDC Mỹ nhận nguồn viện trợ vaccine cho trẻ em nhằm giảm thiểu nguồn chi từ ngân sách và quỹ vaccine. Ngay sau đó, khi có xác nhận của CDC Mỹ về số lượng vaccine hỗ trợ, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng về số lượng đặt mua. Nếu đến ngày 15 tháng 3, phía Mỹ chưa thông tin cụ thể, Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu chính phủ cho phép ký hợp đồng mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer và từ chối nhận vaccine viện trợ. Trước đó, tại nghị quyết số 14, Chính phủ quyết định đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều luật 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo khoa học, an toàn và hiệu quả. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.